con nói là cái gì mẹ được Minh Quang rồi. Mẹ được Minh Quang hả? Dạ đúng rồi. Đó cái gì thằng Long á, nó mới đăng cái clip là cái người mà ăn mày hôm bữa bị mẹ đánh á. Mẹ thấy không, nó đánh bài. Người ta nói là nó không bị gì hết á, nó là thuộc dạng là lừa đảo rồi ăn xin tiền chuyên nghiệp luôn. Thấy chưa, bởi vì mẹ nói là không phải mẹ. Mẹ biết là lừa đảo, mẹ quýnh gì mà dơ với mẹ đâu có quýnh đâu. Mẹ cho con cho mẹ coi này vui lắm nè, này thiệt nè, đó cái clip đăng lên nè, xong cái những người mời SH là người ta xin lỗi mẹ quá trời luôn, thấy không? Ai đi SH con? Dạ không, mà SH đó là mạng xã hội á. Anh này gì vậy? Anh đi về đi. Anh ơi, em nói anh đi về đi. Anh nhớ em. Anh về đi, nếu không mẹ con sẽ dọn đi chỗ khác đó. Đi về đi, em xin anh nói đi về đi. Sẽ chẳng quan tâm tổn thương mình nhận lấy. Thì nó làm ơn cho mình, thì mình đem mua trái cây mà nó thích. Nó thích ăn bơm lắm nè, mình đem tới mình cảm ơn. Được rồi. Nhưng mà rủi nó không nhận chắc mình quê lắm ta. Chẳng còn thời gian để...